Rồi chào các bạn, ngày hôm qua có một bạn nhắn tin cho fanpage trên fan Facebook của mình hỏi với mình là mình có thể nháy màu này của Kiên Kaka hay không. Mình đi tìm thì mình đã có được cái stock của bạn Kiên Kaka đây và mình share cho các bạn ngay phía dưới phần description, phần mô tả hoặc là dưới phần comment, các bạn có thể tải cái stock này về thực hành cùng mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để ông ta nháy cái màu này, blend màu ra màu này. Ok ha, rồi ta vô video thôi. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình. Hoặc nếu anh em cảm thấy không thích thì anh em có thể nhấn dislike để và comment cho mình biết cái ý kiến của bạn về kênh của mình cần phải thay đổi cái gì để cho nó hay ho hơn ha. Rồi ok, cái hình này thì mình đang có stock rồi. Không biết các bạn đã tải chưa? Nhớ lấy cái link mình để dưới phần comment đó. Mình click vô là tải thôi. Thì cái này mình sẽ xử lý ở trong Lightroom. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng Camera Raw cũng được. Về cơ bản là những cái panel, những cái chức năng, những cái tool thì nó y chang như nhau thôi. Cho nên là mình chỉnh tới đâu các bạn có thể tìm ở trong Camera Raw, nó cũng sẽ có. Ok ha. Rồi, import hình vô rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua chút xíu. Thì hình này chụp vào lúc khoảng 4 giờ chiều, cũng loanh quanh giờ vàng đó ha. Năm 2014 rồi, cũng khá là lâu rồi. Ok, rồi thì mình đã có một cái hình như vậy và chúng ta cùng coi lại cái hình gốc, cái hình gốc để chúng ta blend màu theo ha. Thì chúng ta có một cái màu ám xanh, gọi là xám khói, khá là đặc trưng. Mình không biết, cũng có nhiều cái dạng màu Nhật Bản, mình sẽ tạm gọi nó là màu Nhật Bản hay Hàn Quốc gì đó đi, thì đó tùy. Thì đại khái chúng ta có một cái màu ám xanh ha. Màu nó ám xanh mà kiểu như là hơi tím tím một chút xíu, nó ít cái màu xanh lá cây, gần như bị triệt hết. Và mình đang cảm thấy là cái highlight và cái shadow bị giảm đi khá là nhiều, highlight gần như không còn. Shadow thì mình vẫn còn thấy chi tiết ở đây. Phía dưới cái cặp mình vẫn còn thấy chi tiết, cho nên là có thể là shadow chúng ta sẽ tăng lên một chút xíu. Màu vàng là bị triệt hết rồi, nhìn là thấy màu da người là bị triệt sạch rồi. Thì đây mình cũng làm như vậy thôi. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ giảm highlight hết cỡ đi. Shadow mình sẽ tăng lên chút xíu. White mình cũng sẽ giảm hẳn đi luôn. Các bạn thể thấy là nó bị mất hoàn toàn cái ánh sáng ở phía trên cái mũ á. Rồi, tiếp theo là phần black thì có thể là mình tăng lên một chút xíu. Mình đang coi thử black. Có thể là mình sẽ làm một số hiệu ứng fade. Đây mình sẽ xuống cái phần curve ha. Mình sẽ curve ở đây chút xíu đi. Mình sẽ click 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 3 phát đây đi. Rồi, Shadow mình sẽ tăng nhẹ lên, mình các bạn có thể thấy là mình kéo lên rất là nhẹ thôi. Mình cần một chút fade ở đây. Đó là mình kéo ngay cái góc dưới cùng, mình kéo lên chút xíu. Và white thì mình kéo lên phần white ở bên phải, mình lại kéo xuống chút xíu để cho nó dìm đi. Đó, và chúng ta coi kết quả như này. Khá là đơn giản đúng không? Mới làm có mấy bước thôi. Rồi tiếp, texture thì mình sẽ tăng texture lên. Nếu như các bạn sử dụng Lightroom hay là Camera Raw phiên bản cũ thì không có texture nhé, thì các bạn kệ đi, không sao đâu. Clarity mình giảm xuống chút xíu. Vibrance có thể là mình giảm tí xíu đi để cho mình bớt cái màu sắc đi ha. Rồi, temperature mình sẽ giảm xuống. Các bạn thể thấy là cái tông màu mà chúng ta cần làm theo nó khá là lạnh. Nó khá là lạnh đây. Đó, nó khá là lạnh. Chân dài đó, chân dài tí nữa mình làm Photoshop xong thì mình sẽ làm cho cái tông lạnh theo luôn ha. Và ở phía này màu xanh lá cây mình sẽ giảm xuống chút xíu. Rồi, như này quay có thể là mình để nhẹ lên chút xíu đi. Rồi đó, thì cơ bản là vậy. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh sửa lại màu chút xíu. Màu vàng mình sẽ khử hết, màu vàng mình sẽ khử ha, bởi vì mình không muốn nó nhây nhây mà đây, cho nên là cái phần saturation của màu vàng và màu kem mình giảm xuống để các bạn có thể thấy là cái phần da của mình nó sẽ hơi có màu xám như thế này chứ nó không có vàng ha, nó vẫn hồng hồng, tí nữa mình chỉnh ở dưới nó sẽ hồng hồng, còn bây giờ thì không. Rồi, màu xanh thì mình sẽ giảm xuống, màu xanh giảm xuống để cho nó dìm lại. Aqua và blue mình sẽ giảm xuống chút xíu. Aqua blue ở đây có thể là mình sẽ đẩy giảm nhẹ vậy đi ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xử lý một chút xíu về cái độ, về cái viền tối. Các bạn có thể để ý cái phần viền tối của chúng ta này. Mình muốn cho cái màu của mình nó phẳng, nó flat hơn. Mình không biết Kiên có làm hay không, nhưng mà mình cảm thấy là Kiên Kaka không có làm, ông kia nó không có khử, nhưng mà mình sẽ khử bởi vì mình cần nó tối giản hay, cho nên là mình không có cần phải nhấn quá nhiều. Mặc định là cái ảnh này các bạn có thể thấy là chúng ta đang chụp ở một cái, nếu như các bạn bắt chước các bạn sử dụng stock, các bạn thì cũng nên chọn những cái stock mà nó có cái độ tối giản background như thế này. Và đã tối giản rồi thì mặc định là người sẽ nổi bật rồi, cho nên là mình không cần có cái độ tối gấp làm gì nữa, mình sẽ fix cái đó đi ha.
cho nên là mình tích vào cái Enable Profile Correction để mình khử cái tối góc đi. Hiệu ứng thì mình không cần. Bên Noise Reduction và Sharpening mình sẽ tăng lên, bởi vì mình đang có một cái contrast của cái hình này khá là thấp. Các bạn có thể để ý cái phần histogram thì chi tiết nó dồn vào giữa khá là nhiều, mình không có contrast, cho nên là mình cần tăng sharpening lên để người ta thấy rõ từng cái chi tiết một ha. Đó là cũng là lý do tại sao mình tăng cái texture lên. Thì nếu như các bạn sử dụng phiên bản mới có texture, đây có cái thanh này thì các bạn kéo, còn không thì không sao ha, không thì không sao. Các bạn có thể tăng cái sharpening lên chút xíu cũng được, và nhớ tăng masking lên ha. Rồi tiếp theo về phần nền, màu nền đại khái là màu gốc đó, thì mình có thể tăng giảm chút xíu ở phần green. Các bạn có thể thấy là màu green của mình ở đây nó sẽ, mình muốn cho nó chuyển qua cái màu nó khử bớt vàng đi, cho nên mình tăng cái hue của green primary để nó đẩy cái màu lá cây của chúng ta nó chuyển thành màu nó hơi xanh hơn một chút xíu ha. Saturation mình sẽ giảm xuống để mình có cái màu xanh lá, xanh xanh cái màu xanh nó hơi lợt đi, màu xanh lá cây nó hơi lợt đi, nó không bị ám màu xanh lá cây quá nhiều. Mình không biết blue primary nó có bị ảnh hưởng gì không, có lẽ là không, mình sẽ không chỉnh gì về giảm nhẹ cái saturation của blue đi. Đó, thì đơn giản là mình có một cái hình như vậy, thì anh có thể thấy là chúng ta khá là ổn rồi đúng không? Đây đó, đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Đó thì chúng ta cùng quay trở lại cái hình của ông ta. Mình cần một chút màu ám tím ha, giờ mình sẽ cần ám tím một chút xíu, thì mình sẽ sử dụng cái split toning để mình gây ám màu ha. À, phần highlight mình sẽ đẩy đây, mình các bạn có thể tăng saturation lên nhiều nhiều chút xíu để chúng ta thấy được cái màu mà chúng ta ám vô. À, mình đang muốn màu xanh, hình như là màu xanh này đúng không, không nhớ. À không phải, không phải, nó hơi tím tím một chút nữa. Mình cần nó hơi tím tím một chút xíu nữa, vào đây đi, để chưa ạ, không biết cái màu này có đúng hay chưa, khá là giống rồi đó, khá giống. Ok, mình sẽ chọn màu này đi. Shadow mình cũng sẽ tăng lên cũng cái mức đấy, và mình tăng nhẹ lên chút xíu thôi. Có thể là mình sẽ hơi đẩy nó qua màu xanh đi để cho nó cân bằng lại chút xíu. Hồi nãy màu hơi màu tím thì nó hơi nóng rồi. Rồi, các bạn có thể thấy là cái hình của chúng ta cũng khá ổn rồi. Mình sẽ coi lại contrast của họ cao hơn. Contrast cái hình gốc của Kiên làm cao hơn, cho nên mình sẽ tăng contrast của hình của mình lên. Đó. Rồi, cơ bản là vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xử lý ở trong Photoshop. Bởi vì ở đây các bạn thấy là cái hình của chúng ta nó có cái màu tím nặng hơn chút xíu. Nhưng mà ở đây thực tế sau khi mình kéo ở đây rồi thì mình không còn tìm được cái giải pháp nào để mình giảm cái màu tím toàn bộ hình lại. Cho nên là mình cũng sẽ xử lý cái màu nền toàn bộ ở bên Photoshop luôn. Đồng thời là kéo dài chân ha. Mình sẽ click chuột phải và chọn Edit in Photoshop luôn. Đây là mình đang sử dụng Photoshop 2020. Thì mình sẽ mở thẳng trực tiếp vào trong Photoshop 2020 ha. Hoặc không, các bạn có thể xuất cái hình này ra thành JPEG rồi qua bên Photoshop để các bạn chỉnh tiếp cũng được, không có cần phải edit in như mình. Photoshop của mình thì phiên bản 2020 nó khá là gì, 20.0, khá là chậm. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta tiếp tục xử lý ha. Thì ở đây cái phần màu xanh, như cái phần màu như hồi nãy mình nói đó, mình sẽ giảm cái saturation xuống ha. Mình sẽ mở vibrant và mình sẽ không giảm vibrant, mình sẽ giảm saturation, giảm xuống ha, giảm xuống để mình có cái màu nó, mình muốn cái màu nó đậm đậm tối tối như vậy cơ, cho nên là có thể là giảm tối thì thử sử dụng với curve xem. Mình sẽ gom lại control shift e rồi mình sẽ gom lại và mình sẽ sử dụng control m là sử dụng curve. Hoặc là các bạn có thể vào layer rồi new adjustment layer và chọn curve cũng được. Đó, và click ok, thì ở đây các bạn có thể giảm curve xuống một chút xíu cho nó tối tối lại chút xíu thôi, đừng nhiều quá. Đó, cơ bản thế, tối tối lại như vậy là mình nghĩ là ok rồi đúng không? Đó, tùy các bạn muốn tối hơn hay là như nào đó thì tùy. Còn đây thì mình cảm thấy như vậy là khá ổn. Có một chút phần màu tím thì tí nữa mình sẽ xử lý ở bên Photoshop ha. Rồi, mình cần Ctrl Shift E gom lại lần nữa và giờ mình sẽ kéo dài chân. Thì có lẽ trước khi kéo dài chân thì mình sẽ xử lý xóa cái vật này đi đã. Mình sẽ sử dụng cái Clone Stamp Tool ở đây ha. Mình sẽ đè phím Alternate, phím Alt trên bàn phím đó và mình sẽ lấy mẫu ở ngoài. Sau đó mình click vô. Có một cái clip mà mình hướng dẫn anh em sử dụng cái này khá là nhiều rồi thì anh em có thể coi cái đó nhé. Rồi, sau khi xong thì mình cũng đã có một cái clip hướng dẫn về kéo dài chân. Chúng ta rất đơn giản, chúng ta sử dụng cái Rectangular Marquee Tool. Mình kéo chọn khu vực cái này. Mình có thể là phải lấy cao hơn một chút xíu, miễn sao đừng chạm vào cái váy là ấy chạm.
mình sẽ lấy hết cái tay, lấy hết cái váy nhưng mà đừng chạm vào tay. Đây, ví dụ như vậy là mình cảm thấy khá ổn ha. Cần chôn chay lên, sau đó cần chôn T hoặc là vào Edit Free Transform, và ở đây các bạn có thể kéo xuống, đó kéo dài xuống để cho nó dài chân ra, kéo vừa thôi, kéo quá nhìn dị lắm. Rồi Enter, mình cần chôn Shift E một cái nữa thì chúng ta đã có một cái hình khá là ổn ha. Mình sẽ cần chôn S để lưu cái hình này lại và tắt luôn trong này. Thì mặc định nếu như hồi nãy mình edit in á thì trong Lightroom nó sẽ tự nhận thêm và nó tạo ra một cái file tip như này. Đó, cái file tip này chính là cái file mình vừa xử lý trong Photoshop xong nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ ở đây các bạn có thể tăng giảm thêm, ví dụ như là các bạn muốn giảm tối, giảm vibrant rồi hay là như nào đó, shadow các bạn cần lên chẳng hạn vậy. Như đây mình sẽ không giảm tối nữa, hồi nãy mình giảm tối nhiều quá rồi. Có thể là phần màu, cái phần đùi mình sẽ giảm bớt màu đi, bởi vì giảm bớt đi đó. Ok đó, và chúng ta sẽ có một cái hình như thế này, khá là ổn đúng không? Nếu mình so sánh với là hình của Kiên Kaka thì của Kiên Kaka màu sáng hơn ở đây, không biết ông có sử dụng brush hay không, thì có thể mình sẽ phải brush luôn ha, mình sẽ brush luôn. Mình sẽ sử dụng brush giảm màu tím ha, mình sẽ không giảm màu tím, mình sẽ giảm tint ở đây đi, sử dụng tint đi, mình sẽ sử dụng auto mask và bôi vào đây. Đó, auto mask thôi, và mình sẽ bôi vào đây. Mình sẽ show cái này ra để các bạn thấy là mình đang ép vào đầu ha. Ép vào phần người đó. Ok, đơn giản thế. Là xong. Ok, thì chúng ta có một cái hình cuối cùng như này, và bây giờ các bạn có thể xuất cái hình này ra rồi. Click chuột phải, chọn export. Export, ví dụ như là các bạn cần lưu ra để up lên Facebook đúng không? Thì mình sẽ lưu ở desktop nè, chọn là PNG, resize là long edge, mình sẽ để là 2048 72 pixel per inch và mình xuất file ra thôi, và chúng ta sẽ có một cái hình để chúng ta up lên Facebook. Đó là toàn bộ video này, khá là dễ đúng không? Bởi vì một số cái mà mình nghĩ là các bạn có thể theo dõi từ từ để các bạn làm lại cho nó chính xác. Thì mình phải nói lại một lần nữa là cái những cái thông số mà mình kéo ở đây nó sẽ không phù hợp với hình của các bạn nếu như các bạn sử dụng một cái hình khác. Cho nên là các bạn hãy theo dõi cái clip của mình và thay đổi những cái thông số làm sao để cho nó phù hợp theo cái mục tiêu mà như trong video mình có nói từng bước, đó là mình xác định được cái mục tiêu là mình đang muốn làm cái gì. Thì các bạn cũng sẽ áp dụng như thế cho ảnh của các bạn với những cái thông số của riêng hình của các bạn ha. Thì ở phía bên này sẽ có những cái video khác của mình, các bạn có thể nhấn vô để theo dõi những video khác nhé. Phải comment cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ happyphotoshop.com. Bye bye.